thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong những cái văn bản tiếp theo để chúng ta có thể cùng tìm hiểu này, có thể phân tích những cái văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 12 nhé. Trong bài giảng ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được văn bản Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Như các bạn đã thấy trong những văn bản lần trước thì chúng ta được học về rừng xà nu này, hay là những đứa con trong gia đình, thì đó là những cái tác phẩm được sáng tác ở trong thời kỳ chiến đấu chống Pháp hay chống Mỹ chẳng hạn, đúng nhỉ? Thì các bạn chú ý một chút, đó chính là những tác phẩm ở trong thời chiến thì sẽ có những cái nội dung hoặc là có những cái nét nghệ thuật khác so với những tác phẩm ở trong thời bình chẳng hạn. Vì vậy nên là ở trong bài ngày hôm nay, khi mà tìm hiểu về tác giả Nguyễn Minh Châu này, và thêm nữa là tìm hiểu một tác phẩm mang những cái nội dung, mang những cái hơi thở của cuộc sống thời bình, thì chúng ta sẽ cùng so sánh xem rằng là nó sẽ khác nhau như thế nào nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần một la mã tìm hiểu chung về tác giả Nguyễn Minh Châu cũng như là tác phẩm này. Chúng ta có phần một nhỏ này, tìm hiểu về tác giả. Những thông tin về tác giả Nguyễn Minh Châu thì đã được sách giáo khoa trang 69 đưa đến cho chúng ta khá là rõ ràng rồi. Và đặc biệt đó chính là đây là một tác giả rất là nổi tiếng ở trong văn học của chúng ta. Nếu như các bạn còn nhớ thì ở lớp 9 chúng ta đã được học tác phẩm Bến Quê của Nguyễn Minh Châu rồi, đúng không? Vì vậy nên ở đây sẽ không phải là một tác giả quá là xa lạ nữa. Chúng ta sẽ cùng chú ý đọc thật kỹ nội dung ở sách giáo khoa. Cô sẽ chỉ hướng dẫn để các bạn có thể tóm tắt lại một số những thông tin cơ bản nhất về tác giả này thôi nhé. Chúng ta sẽ có tác giả Nguyễn Minh Châu thì sinh năm 1930 này, mất năm 1989, và quê của tác giả này thì ở Nghệ An. Và đặc biệt đó chính là các bạn sẽ thấy này, một số những mốc sự kiện quan trọng ở trong cuộc đời của Nguyễn Minh Châu, ví dụ như là năm 1950 thì ông bắt đầu tham gia quân đội này, theo học ở trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Năm 1952 đến 1958 thì ông có công tác và chiến đấu tại sư đoàn 320. Và sau đó năm 1962 ông đã về phòng văn nghệ quân đội. Sau đó thì chuyển sang tạp chí văn nghệ quân đội để có thể là tiếp tục cho cái con đường vừa là chiến đấu và đồng thời thì cũng là vừa làm văn học nghệ thuật của mình. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là Nguyễn Minh Châu là một con người mà luôn luôn cố gắng để đưa ra, để tìm kiếm những cái sự đổi mới và thể hiện những cái nét đổi mới đó ở trong văn học của mình. Đây là một tác giả mà được đánh giá là cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Vì vậy nên là trong chương trình chúng ta được học ví dụ như tác phẩm Bến Quê của lớp 9 và tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của lớp 12 này thì đều là những tác phẩm được sáng tác ở trong thời kỳ sau năm 1975. Vì vậy nên là chúng ta sẽ cùng biết được rằng là sau năm 1975 thì những cái sáng tác của Nguyễn Minh Châu đã luôn luôn cố gắng để đi sâu và khám phá những cái sự thật của đời sống với những cái bình diện liên quan đến đạo đức, liên quan đến thế sự. Và đây chính là những cái góc khuất mà thực sự là ở trong thời kỳ chiến đấu, trong cái thời kỳ mà cả nước vì một mục tiêu chung thì chúng ta đã không có thể nào mà phản ánh được những cái nội dung đó. Vì vậy nên các bạn thấy đó chính là với cái phong cách viết như thế này, và đặc biệt là với những cái nội dung luôn luôn muốn nhấn mạnh đến những cái bình diện đạo đức này, thế sự của con người trong cuộc sống đời thường sau khi mà đã kết thúc cuộc chiến đấu rồi, thì chúng ta sẽ thấy cái phong cách của Nguyễn Minh Châu luôn luôn sử dụng đó chính là ông ấy đưa đến cho chúng ta một cái kể chuyện rất là bình dị. Cái cách tự sự của tác giả ấy nó nhẹ nhàng thôi, tuy nhiên thì lại đưa đến cho chúng ta những cái cảm xúc vô cùng sâu lắng, và đặc biệt đó chính là cái câu chuyện mà tác giả mang đến cho chúng ta ấy thì thực sự sâu sắc. Các bạn sẽ thấy này, những cái câu chuyện mặc dù là được đưa đến với chúng ta rất là nhẹ nhàng, ở lớp 9 ấy các bạn thấy được rằng là cái tác phẩm Bến Quê ấy đưa đến cho chúng ta một câu chuyện mà đơn giản thôi. Một người mà cả cuộc đời đi rất là nhiều nơi trên trái đất giống như là nhân vật này, thì về phía cuối đời lại phải nhờ anh con trai của mình để đặt chân sang cái bãi bồi bên kia sông Hồng. Các bạn sẽ thấy được rằng là ở nhân vật Nhĩ này có một cái nỗi khổ tâm và phải chịu đựng một cái nghịch lý, đó là cả cuộc đời tôi đã đi rất là nhiều nơi rồi, thế nhưng cái nơi quen thuộc nhất đó chính là cái bãi bồi bên kia sông thì tôi lại chưa từng đặt chân đến, đúng nhỉ? Bây giờ tôi muốn lắm, tôi muốn đặt chân đến nhưng tôi không có khả năng đi lại nữa rồi. Tôi nhờ con trai của tôi đi sang bên đó xem có gì hay ho, xem có gì thú vị về nói với bố. Thì các bạn sẽ thấy là thêm một nghịch lý nữa được tác giả Nguyễn Minh Châu khai thác ở đây, đó chính là cái người muốn đi thì không đi được,
Còn cái người không muốn đi đó chính là anh Tuấn, thì anh lại bị bố nhờ đi. Và cuối cùng thì anh ấy đã la cà ở cái nơi mà chơi phá cờ thế ở dưới phố, và anh ấy đã làm lỡ mất cái chuyến đò duy nhất trong ngày để có thể sang bên kia sông. Đúng nhờ. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái phong cách tự sự của tác giả Nguyễn Minh Châu ấy sẽ luôn luôn đưa đến cho chúng ta những câu chuyện rất đời thường thôi, tuy nhiên thì lại mang đậm chất triết lý, và từ đó thì những cái nét thế sự, và đặc biệt đó chính là những cái giá trị đạo đức của con người thì luôn luôn được tác giả đề cao ở trong tác phẩm của mình. Thêm nữa thì các bạn có thể kể ra một số những tác phẩm chính liên quan đến cuộc đời sáng tác của Nguyễn Minh Châu. Sách giáo khoa 69 kể ra cho các bạn rất là nhiều các tác phẩm các bạn có thể kể ra này. Tiểu thuyết Cửa sông năm 1967, Những vùng trời khác nhau là tập truyện ngắn năm 1970, Dấu chân người lính là tập tiểu thuyết năm 1972, hoặc là có một số những tác phẩm như là Những người đi từ trong rừng ra, hoặc là các bạn cần phải nhấn mạnh đến một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến tác giả này, đó chính là cái tác phẩm Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Thì cùng với Chiếc thuyền ngoài xa thì tác phẩm Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành là một trong những tác phẩm tiêu biểu và nổi tiếng nhất của Nguyễn Minh Châu. Nếu như các bạn tìm hiểu sau khi mà các bạn học xong về tác giả và tác phẩm này, các bạn thấy tác giả này thực sự rất là thú vị, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những tác phẩm khác, những chuyện ngắn khác của tác giả này để có thể tìm hiểu nhé. Cô sẽ chỉ khái quát cho các bạn sơ qua một số những thông tin liên quan đến tác giả như vậy thôi. Phần cuối cùng thì các bạn nhấn mạnh giúp cô, đó chính là Nguyễn Minh Châu được coi là một người mở đường tinh anh, là một nhân vật, một cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Và với tất cả những công lao, với tất cả những cái sự đóng góp của mình cho văn học nghệ thuật, thì Nguyễn Minh Châu được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000 nhé. Vì vậy nên là sau khi mà chúng ta chỉ ra được cái thông tin rằng đây là một cái người mở đường tinh anh của văn học thời kỳ đổi mới ấy, thì các bạn thêm giúp cô cái nội dung, cái mốc sự kiện vào năm 2000. Những cái đóng góp của ông dành cho văn học nghệ thuật thì đã được vinh danh bởi một cái giải thưởng rất là cao quý. Được chưa nhỉ? Các bạn hãy cùng chú ý khái quát và gạch ra một số những nội dung quan trọng nhất liên quan đến tác giả như thế này nhé. Đến nội dung của phần thứ hai này, các bạn sẽ có phần 2 nhỏ, chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Và với việc tìm hiểu về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa này, thì cô mong rằng là các bạn sẽ đọc kỹ nội dung ở trong sách giáo khoa, cả phần chú thích này, cả phần tác phẩm, và sau đó thì chúng ta có nội dung của những cái câu hỏi đọc hiểu để sách giáo khoa đã hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để tìm hiểu được văn bản này nữa. Vì vậy nên các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là chúng ta có ba cái nội dung này: hoàn cảnh sáng tác, bố cục và tóm tắt văn bản này. Đầu tiên thì ở trong hoàn cảnh sáng tác chúng ta có ba cái thông tin. Tác phẩm này thì được sáng tác năm 1983 này. Tác phẩm này đầu tiên thì được in ở trong tập Bến Quê, nhưng sau đó khi mà tác giả in sách khác thì tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa đã được in ở trong một tập truyện ngắn cùng tên nhé. Thêm nữa thì các bạn sẽ thấy đó chính là đây là một cái sáng tác vô cùng tiêu biểu cho Nguyễn Minh Châu, với cái cách sử dụng ngôn từ dung dị này, đời thường, cách kể lại những cái câu chuyện ở trong tác phẩm này ấy, kể về một cái chuyến đi thực tế của anh nghệ sĩ Phùng này. Anh là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, của anh đến một cái vùng biển để chụp một cái bộ ảnh chuẩn bị cho cái cuốn lịch của năm mới. Tuy nhiên thì với việc là đi một cái chuyến đi thực tế như vậy thì anh đã phát hiện ra rất là nhiều những cái điều mới mẻ mà từ trước đến giờ trong cuộc sống của anh ấy chưa có cơ hội để trải nghiệm. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là với cái câu chuyện dung dị đời thường nhưng mà lại mang tính chất đạo đức, và đồng thời thì cũng mang đến cho chúng ta những cái góc khuất của cuộc sống con người ở trong thời bình ấy, thì đây là một cái trong những cái sáng tác tiêu biểu trong thời kỳ trong thời kỳ đổi mới của văn học, và đồng thời thì cũng là một sáng tác tiêu biểu của tác giả Nguyễn Minh Châu nhé. Thêm nữa thì các bạn chú ý giúp cô, ở trong phần B chúng ta có bố cục hai phần của tác phẩm này. Đầu tiên thì sẽ là hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Các bạn sẽ có hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Thứ nhất đó chính là anh ấy phát hiện ra một cái khung cảnh đẹp như mơ, đó chính là một chiếc thuyền xa xa ở trong màn sương ẩn hiện, và những cái ánh mặt trời hồng thì đã lóa lên trên mặt biển, đúng không? Thêm nữa thì các bạn sẽ thấy một cái phát hiện thứ hai của nghệ sĩ Phùng, đó chính là khi cái chiếc thuyền ngoài xa mà đã được đặt ở trong bức ảnh của anh ấy nó tiến dần trở vào bờ, và các bạn thấy một cái khung cảnh vô cùng đau lòng, đó là một người chồng kéo người vợ lên trên bãi cát, và đằng sau một cái
bãi xe tăng đổ là hình ảnh của người chồng lấy cái thắt lưng và dùng những cái lời chửi bới nặng nề để đánh đập dã man người vợ của mình, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy rằng là với hai cái phát hiện này của nghệ sĩ Phùng thì anh ấy hiểu ra một cái chân lý vô cùng là quan trọng ở trong cuộc sống, mà lát nữa thì chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Thêm nữa thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến cái đoạn thứ hai ở trong chuyện này, đó chính là câu chuyện của người đàn bà ở tòa án huyện. Bà ấy lý giải lý do vì sao mà sau bao nhiêu năm cùng với một gia đình như thế, cùng với một người chồng vũ phu như thế mà vẫn cam chịu, vẫn chịu đựng cái cuộc sống đó cùng với những đứa con của mình, cùng với người chồng của mình trên chiếc thuyền. Và đặc biệt đó chính là sau tất cả những cái chuyện đã qua đi, sau những cái khám phá của anh Đẩu là luật sư này, sau những khám phá của nghệ sĩ Phùng là nghệ sĩ nhiếp ảnh này, thì chúng ta có được cái kết quả của chuyến đi thực tế của nghệ sĩ Phùng này, chính là cái bức ảnh được chọn để đưa vào cuốn lịch trong năm mới. Như vậy là cô đã vừa đưa đến cho các bạn những cái nội dung quan trọng nhất ở trong phần tác phẩm này. Với những cái nội dung, với những cái chi tiết mà cô đã điểm sơ qua ở trong phần bố cục, thì các bạn sẽ cùng tự viết nội dung của phần tóm tắt tác phẩm nhé. Những cái nội dung liên quan đến phần tóm tắt tác phẩm hoặc là những cái nội dung chi tiết nhất liên quan đến việc phân tích này, đánh giá tác phẩm, thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái nội dung này ở trong trang vietjack.com. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết, để cô có thể hướng dẫn các bạn tìm hiểu chi tiết, phân tích những cái nhân vật và phân tích những cái hình ảnh đẹp đẽ ở trong tác phẩm này nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết nhé. Và như cô đã giới thiệu với các bạn thì ở trong phần này chúng ta sẽ cùng chú ý đến hai nội dung chính. Thứ nhất đó chính là hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, và phần thứ hai thì chúng ta cần phải nhấn mạnh đến cái câu chuyện của người đàn bà làng chài. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên nhé. Ở đây thì chúng ta chú ý đó chính là nghệ sĩ Phùng thì có đến hai phát hiện cơ, và đặc biệt đó chính là hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng thì dường như nó lại có những cái điểm rất là trái ngược, mang những cái nghịch lý nữa. Và việc mà tạo nên những cái nghịch lý chính là một trong những nét tiêu biểu trong những tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý nhé. Cái phát hiện đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng chỉ ra đó chính là nghệ sĩ Phùng thì phát hiện ra một cái khung cảnh đầy thơ mộng vào cái buổi sáng sớm ở trên biển. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý đó chính là ngay từ phần đầu của tác phẩm này, chúng ta bỏ qua cái phần chữ nhỏ đầu tiên mà chỉ ra cho chúng ta cái hoàn cảnh nghệ sĩ Phùng đến biển để làm gì, thì chúng ta sẽ có ngay cái đoạn văn đầu tiên đó để miêu tả một cái khung cảnh biển buổi sáng mờ sương. Và cái khung cảnh ấy đẹp đến nỗi mà giống như một cái bức tranh mực tàu của một danh họa nổi tiếng vậy. Vậy thì chúng ta sẽ xem rằng là với những cái khao khát trong nghề muốn tìm kiếm được một cái bức ảnh thật sự đẹp để đưa vào cái bộ lịch của năm mới, thì nghệ sĩ Phùng sẽ có những cái cảm xúc như thế nào trước cái bức tranh vô cùng là tinh tế và toàn bích đó nhá. Chúng ta sẽ cùng chú ý đó chính là khung cảnh được vẽ ra ở trong phần đầu của tác phẩm là lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào, lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tang để tránh mưa, đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng đầu lên thấy một chuyện hơi lạ. Và ở đây thì chúng ta bắt đầu có một cái sự vật được nằm vào trong tầm ngắm của nghệ sĩ Phùng, đúng không? Vậy các bạn sẽ thấy cái chuyện hơi lạ ở đây chính là một chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. Các bạn chú ý giúp cô một cái từ đó là từ chèo nhé, để chúng ta biết được rằng là chúng ta đang có một cái hành động, đang có một cái sự chuyển động của con thuyền khi mà nó dần dần dịch chuyển vào bờ, đó chính là cái thuyền thì được chèo vào bờ nhé. Để lát nữa khi mà chúng ta so sánh xem rằng là sau khi mà nhìn nhận ra những cái khung cảnh thật sự thì liệu rằng tác giả có còn cảm thấy rằng là cái con thuyền đấy đang chèo đến gần tác giả hay không, đến gần nghệ sĩ Phùng hay không. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý ở trong phần này, đó chính là khi mà con thuyền đấy đang chèo vào gần bờ thì nghệ sĩ Phùng phát hiện ra một cái khung cảnh toàn bích mà anh ta nói rằng là có lẽ trong suốt cuộc đời cầm máy ảnh của mình chưa bao giờ anh ta thấy một cái cảnh nào đất như vậy. Và cái cảnh đất này được coi như là một cảnh trời cho, đúng không? Và từ đất thì được đặt ở trong dấu ngoặc kép, có nghĩa là nó rất là có giá trị. Chúng ta sẽ thấy này, cái khung cảnh ấy đắt giá đến nỗi đó là trước mặt Phùng thì là một cái bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Một mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào.
Vậy thì chúng ta sẽ cùng có đó chính là cái nhận xét đầu tiên, cái đánh giá đầu tiên và đồng thời cũng là một cái sự so sánh đầu tiên về cái bức tranh thiên nhiên này. Đó chính là nó giống như một cái bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. À, thế thì một bức tranh của một danh họa thời cổ thì chắc chắn là sẽ phải là những nét vẽ rất là đẹp và tinh tế, đúng nhỉ? Tuy nhiên, bức tranh này đẹp như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích qua ba cái ý quan trọng nhất. Thứ nhất đó chính là vẻ đẹp thiên nhiên được diễn tả. Thứ hai đó chính là hình ảnh con người lọt vào trong tầm ngắm của cái bức tranh này như thế nào, của cái người nghệ sĩ như thế nào. Và ý thứ ba đó chính là cái cách nhìn, cách nhìn nhận, cách cảm nhận được về cái bức tranh thiên nhiên này thì sẽ ra sao. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến cái nét đầu tiên nhé, đó chính là thiên nhiên ở trong cái bức tranh này. Các bạn sẽ thấy này, như cô vừa nhắc với các bạn, đó chính là cái khung cảnh thiên nhiên ở đây chính là mũi thuyền in một nét mơ hồ. Mũi thuyền này in một nét mơ hồ loè nhè vào cái bầu xương trắng như sữa. Nhưng các bạn sẽ thấy đó chính là cái bầu xương ở đây không chỉ là một cái màu sắc trắng dày đặc đâu, mà nó lại có pha thêm đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là với cái bức tranh của khung cảnh buổi sáng sớm như thế này, với cái ánh mặt trời chiếu vào bầu xương, thì chúng ta sẽ thấy đây là một khung cảnh trời rất trong lành này, tinh khôi này, tuy nhiên thì vẫn tràn đầy sức sống bởi có những cái nét màu sắc mà tác giả gợi lên cho chúng ta, thì đã giúp cho chúng ta cảm nhận được những điều đó rồi, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là thực sự đây là một cái bức tranh thiên nhiên rất là đẹp, mà như người nghệ sĩ ở đây có nhận định đó chính là nó giống như một cái bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, bên cạnh cái khung cảnh thiên nhiên này thì chúng ta còn thấy được rằng là còn con người cũng xuất hiện trong cái bức tranh này nữa. Và chúng ta có hình ảnh của vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên cái mui khum khum đang hướng mặt vào bờ. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là trong cái khung cảnh yên tĩnh, đẹp đẽ và của một buổi sáng sớm như vậy, thì dường như là người lớn và trẻ con là những cái con người sống ở trên cái thuyền đó, thì dường như đang có một cái nét lặng yên này, đang có những cái sự yên bình để tận hưởng cái khung cảnh thuyền đang từ từ cập bến, đúng không? Nếu như mà tưởng tượng theo như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái vài bóng người ở đây cùng với cái khung cảnh thiên nhiên như thế này thì đưa đến cho chúng ta một cái bức tranh thiên nhiên rất là yên bình, hài hòa, màu sắc và đường nét giữa thiên nhiên và con người. Và vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là thế thì thiên nhiên đẹp và cuộc sống của con người thì cũng yên ấm, yên vui, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, trước cái khung cảnh thiên nhiên và hình ảnh của con người được hiện lên như thế này thì tác giả còn đưa đến cho chúng ta một cái cách nhìn về cái bức tranh này nữa. Và tác giả thì đưa ra cho chúng ta đó là tất cả khung cảnh ấy được nhìn qua cái mắt lưới, và tấm lưới nằm giữa hai chiếc vọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt như cánh của một con rươi. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là thế thì với cái khung cảnh được miêu tả ở bờ biển như thế này, một buổi sáng sớm ở trên biển, thì tác giả không nhìn qua con mắt thông thường, mà tác giả lại chụp bức ảnh này và nhìn cái khung cảnh này qua những cái mắt lưới và một cái tấm lưới được giăng như thế này, và giống như cánh của một con rơi vậy. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái điểm nhìn, cái cách nhìn của tác giả ở đây thì cũng rất là độc đáo, đúng không? Và với cách nhìn độc đáo như vậy, kết hợp với cái bức tranh thiên nhiên với những cái đường nét của buổi sáng sớm như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tác giả đang cảm nhận đây là một cái bức tranh đẹp này, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích. Vậy thì chúng ta có thể chớp lấy được một số những cái từ ngữ mà tác giả dùng để miêu tả cái bức tranh thiên nhiên này, đó chính là hài hòa, đơn giản và toàn bích, đúng không? Cô sẽ nhắc lại cho các bạn ở phần này nhé. Đó chính là toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích. Vì vậy nên là hài hòa, đơn giản và hòa bích giống như là những cái từ khóa cho chúng ta ở trong phần này, để chúng ta có thể nhìn nhận cái bức tranh có một cái sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. Và cái bức tranh ở đây thì chúng ta thấy được rằng là tác giả thì so sánh nó giống như là một cái bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ, nhưng bản thân chúng ta với những cái nét hồng, với những cái ánh hồng của ánh mặt trời chiếu vào màn sương, và hình ảnh của
gia đình có cả người lớn, có cả trẻ nhỏ đang ngồi trước mũi thuyền khum khum dần dần hướng vào bờ, thì đó là một cái khung cảnh có một cái vẻ đẹp hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, và cũng tràn đầy sức sống nữa, đúng không? Vì vậy nên các bạn có thể thấy được rằng là thế thì cái tâm trạng của một người nghệ sĩ khi mà bắt gặp được một cái vẻ đẹp rất là đắt giá như vậy ấy, đó chính là phía trên thì tác giả có đưa đến cho chúng ta về cái tâm trạng của Phùng. Phùng đã bày tỏ cái tâm trạng của mình ở đây, đó chính là suốt cả một cuộc đời cầm máy ảnh của tôi thì chưa bao giờ tôi thấy được một cái khung cảnh đắt trời cho như vậy. Nhưng ở phía dưới tác giả nêu rõ cụ thể với chúng ta rằng là cái khung cảnh ở đây á, khiến cho tác giả có cái tâm trạng đó là cái bức tranh đó khiến cho tôi trở nên bối rối, trong trái tim có cái gì đó như đang bóp thắt vào. Vậy thì các bạn sẽ thấy đó chính là cái tâm trạng của người nghệ sĩ ở đây, đó chính là bối rối này. Và thực sự cảm thấy xúc động khi mà trời thì đã ban cho mình một cái khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, hài hòa và toàn bích, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, tâm trạng người họa sĩ này, bối rối. Và đặc biệt đó chính là dường như anh ấy đang tìm ra được một cái chân lý ở trong cuộc sống. Và chân lý mà anh ấy muốn nhắc đến ở đây, các bạn sẽ thấy nhé. Chẳng biết ai đó lần đầu phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Thì ở đây, nghệ sĩ Phùng muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Vậy thì chúng ta biết được rằng là cái đẹp là một cái điều hài hòa giữa cái thiện và cái đẹp, đúng không? Đạo đức ở đây chính là cái thiện, còn mỹ ở đây thì chính là cái đẹp. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy đó chính là tác giả rất là hạnh phúc khi mà khám phá ra được một chân lý rằng là cái bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Và ở đây thì chúng ta đang có một cái bức tranh thiên nhiên có hai cái yếu tố cơ bản này, đó chính là cái thiện kết hợp với cái đẹp, đúng không? Cái thiện và cái mỹ thì kết hợp với nhau. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, một cái yếu tố mà làm nên vẻ đẹp ấy thì nó phải kết hợp giữa ba yếu tố, đó chính là chân, thiện, mỹ, đúng nhở? Nhưng ở đây chúng ta mới có thiện, mới có mỹ thôi. Thế thì chúng ta thiếu một yếu tố nữa, đấy là chân. Chân ở đây chính là chân thực ấy. Dường như tác giả ở phía trên này thì mới chỉ là đưa ra cho chúng ta một cái bức tranh đơn giản, một cái bức tranh giản dị thôi. Tuy nhiên cái sự chân thực thì còn thiếu để làm nên một cái bức tranh bao gồm đầy đủ cả ba yếu tố là chân, thiện, mỹ như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý xem rằng là cái nghệ sĩ Phùng này, cái anh Phùng này, anh ấy sẽ phát hiện ra cái sự chân thực đằng sau cái bức tranh này như thế nào. Với cái phần thứ hai, đó chính là phát hiện thứ hai của nghệ sĩ Phùng nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với phần này, đó chính là nghệ sĩ Phùng thì phát hiện ra cái nghịch lý, cái phát hiện thứ hai của nghệ sĩ Phùng thì đầy nghịch lý. Các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong cái phần đầu tiên khi mà chúng ta phân tích đến cái phát hiện thứ nhất của nghệ sĩ Phùng ấy, thì chúng ta thấy được rằng là trong cái bức tranh bao gồm có một cái sự hài hòa giữa thiện và mỹ của nghệ sĩ Phùng thì còn thiếu một yếu tố nữa, đó là yếu tố chân thực, đúng không? Vậy thì chúng ta muốn tìm hiểu xem rằng là cái sự chân thực đằng sau cái khung cảnh đó, cái bức tranh đó là cái gì. Và đây chính là cái điều mà nghệ sĩ Phùng anh ấy đã phát hiện ra. Tuy nhiên, cái điều mà anh ấy phát hiện ra lại không phải là một điều gì đẹp đẽ cả. Và chính vì vậy nên là anh ấy đã đưa đến cho chúng ta một cái phát hiện đầy nghịch lý. Và bản thân chúng ta thì cũng sẽ có những cảm xúc giống hệt như nghệ sĩ Phùng ở đây. Có thể là đau đớn này, có thể là bất ngờ này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ nhắc lại một số những cái nội dung liên quan đến phần này để xem rằng là liệu rằng cảm xúc của chúng ta thì có trùng hợp với cảm xúc của nghệ sĩ Phùng này hay không nhé. Chúng ta sẽ có, đó chính là Phùng chứng kiến cái cảnh tượng một người đàn ông đánh vợ rất là dã man. Chúng ta sẽ có, đó là sau khi mà chớp được cái khung cảnh đắt giá trời cho đó thì Phùng đã bấm liên thanh một hồi hết 1/4 cuộn phim để có thể lưu giữ lại được cái hình ảnh đẹp đẽ nhất của khung cảnh thiên nhiên đó. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, chỉ ngay trong cái lúc mà anh Phùng anh nghĩ rằng là mình đã tìm kiếm được một cái bức ảnh vô cùng là phù hợp cho cái bộ lịch của năm mới rồi, và chắc mẩm rằng là trong ngày hôm nay hoặc là sáng mai thôi mình sẽ có thể là bắt tàu hỏa để về đơn vị, và mình đã có kết quả của cái chuyến đi thực tế này rồi mà. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, ngay cái lúc mà anh ấy có suy nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà anh ấy cần có cho cái chuyến thực tế này nó đã có kết quả hoàn mỹ rồi, thì anh ấy có một cái sự phát hiện thứ hai, đó là ngay cái lúc anh ấy đang có suy nghĩ như vậy thì
chiếc thuyền đâm thẳng vào chỗ của anh ấy đứng. Các bạn chú ý một chút, đó là ở phần trên ấy, khi mà Phùng nhìn nhận về cái chiếc thuyền mà từ xa tiến vào bờ ấy, thì anh thấy rằng là có một chiếc thuyền đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. Thì cái hành động ở đây rất là nhẹ nhàng đúng không nhỉ? Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là ngay lúc mà Phùng vẫn còn đang rất là lâng lâng, bối rối trước một cái khung cảnh toàn bích như vậy, thì cái chiếc thuyền đâm thẳng vào mặt anh ấy. Và các bạn sẽ thấy này, đâm thẳng vào chỗ của anh ấy đứng. Và các bạn sẽ thấy một cái khung cảnh vô cùng là đau lòng, chính là một người đàn ông đánh vợ rất là dã man. Và chúng ta sẽ thấy nhá, đầu tiên Phùng nói về việc rằng là có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà, thì rời chiếc thuyền, họ phải vượt qua, họ phải lội qua một cái quãng bờ phá nước ngập đến quá đầu gối. Và bất giác Phùng nghe thấy người đàn ông nói chõ lên thuyền như quát: cứ ngồi nguyên đấy, động đậy tao giết cả mày bây giờ. Vậy thì chúng ta thấy được rằng thế tự nhiên lại có một cái câu nói này, thì là cái câu nói này dành cho ai? Hai vợ chồng, một người đàn ông, một người đàn bà đi lên thuyền. Thế còn một cái câu nói rằng là cứ ngồi nguyên đấy, động đậy tao giết cả mày bây giờ, thì mày ở đây không biết là ai nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm xuống cái nội dung của phần bên dưới để xem rằng là nghệ sĩ Phùng ở đây đang phát hiện thấy cái điều gì, và cái lời nói của người đàn ông này thì thực ra đang muốn nhắm đến đối tượng nào nhá. Chúng ta sẽ có này, Phùng chắc chắn rằng là hai người đàn ông và hai người đàn ông và đàn bà này là không trông thấy anh ấy. Và Phùng thì đã có cái cơ hội để quan sát kỹ xem rằng là hai người này là những con người như thế nào, có ngoại hình như thế nào. Và chúng ta có hình ảnh của hai người. Đầu tiên là người đàn bà này. Các bạn sẽ có những cái sự miêu tả về người đàn bà này, đó là người đàn bà chạc ngoài 40 tuổi, một thân hình quen thuộc của một người đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kịch, mụ rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ. Vậy thì các bạn sẽ có này, khuôn mặt của người đàn bà khắc khổ, cam chịu và nhẫn nhục đúng không nhỉ? Và đặc biệt đó chính là tác giả thì ngắt ra cho chúng ta một cái câu văn ngắn rằng là mụ mặt rỗ. Vậy thì xem rằng là cái người đàn bà mặt rỗ này, cái chi tiết mặt rỗ này thì có liên quan gì đến cuộc đời của người đàn bà này hay không nhá. Thêm nữa thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến người đàn ông. Người đàn ông được miêu tả ở đây đó chính là một người mà có tấm lưng rộng này, cong như lưng một cái thuyền, mái tóc tổ quạ, lão đi chân chữ bát, bước từng bước vô cùng chắc chắn này, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ độc dữ. Và cái ánh mắt của người đàn ông này thì lúc nào cũng dán vào cái tấm lưng bạc phếch, rách dưới và nửa thân dưới còn ướt sũng của người đàn bà. Chắc hẳn là các bạn cũng đã tưởng tượng ra hai vợ chồng này xuống thuyền này, lội qua một cái quãng bờ phá ngập nước đến đầu gối, nên là cái nửa thân dưới của họ thì sẽ bị ướt. Và hai người này, hai vợ chồng nhà này thì đi lên bờ. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy được rằng là họ đi lên bờ để làm gì? Người đàn ông thì đánh vợ mình rất là dã man. Người đàn ông đánh vợ rất là dã man. Và chúng ta sẽ thấy này, cái khung cảnh ở đây chính là cái khung cảnh mà người đàn ông ngay lập tức sau khi mà lên bờ ấy thì đã giống như chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Họ đã nói hết với nhau rồi và lên bờ, thì người chồng ở đây chỉ ngay lập tức rút chiếc thắt lưng ra và quật tới tấp vào lưng của người vợ, vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két. Cứ mỗi nhát quất cái thắt lưng xuống, lão lại nguyền rủa bằng một cái giọng rên rỉ và đau đớn: mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây bên cạnh hình ảnh của một người đàn bà khắc khổ, cam chịu và nhẫn nhục, thì chúng ta thấy hình ảnh của một người đàn ông thô kệch này, dữ dằn và độc ác. Những cái hành động mà sử dụng cái chiếc thắt lưng để quật tới tấp vào lưng vợ mình, vừa đánh vừa chửi như vậy, thì là hành động của một người đàn ông vô cùng độc ác đúng không nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là thế lý do vì sao mà người đàn bà ở đây chấp nhận lên bờ cùng với người đàn ông, chấp nhận để cho chồng mình đánh mà không chống trả, không kêu lên một tiếng, cũng không tìm cách chạy trốn, thì đó chính là những câu hỏi mà chúng ta đang bị bỏ ngỏ đúng không nhỉ? Phía trên trước khi lên bờ thì ông ấy có một cái câu nói gọi với lên thuyền rằng là cứ ngồi nguyên đấy, nếu không tao giết cả mày bây giờ. Chúng ta chưa biết được rằng là cái câu nói đấy hướng đến ai. Sau đó chúng ta lại thấy thêm một cái hành động nữa, đó chính là
người đàn bà ở đây thì không nói, không chống trả, cũng không chạy trốn. Chúng ta chưa biết lý do vì sao mà người đàn bà này lại cam chịu, lại nhẫn nhục đến như vậy, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta đang có hai cái câu hỏi bỏ ngỏ, và lát nữa thì chúng ta sẽ phải tìm ra câu trả lời cho hai cái câu này. Nhưng ở đây cô muốn nhấn mạnh với các bạn một điều, đó chính là Phùng đang có một cái tâm trạng, đó chính là anh ấy hết sức là hụt hẫng. Phía trước anh ấy phát hiện ra một cái bức tranh toàn mết, một cái bức tranh đẹp đẽ mà anh ấy nghĩ rằng là đây là một cái khung cảnh đắt giá trời cho. Nhưng mà ngay sau đó thì một cái thực tế đã đâm thẳng ra trước mặt anh, đó chính là hình ảnh của một người đàn ông đánh vợ rất là dã man. Vậy thì thái độ của người nghệ sĩ ở đây, các bạn sẽ thấy đó chính là người nghệ sĩ ở đây nhá, tất cả mọi việc xảy đến khiến cho người nghệ sĩ vô cùng kinh ngạc. Đến cái mức mà trong mấy phút đầu thì anh Phùng này anh ấy cứ há hốc mồm ra để nhìn. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là thái độ của người nghệ sĩ đầu tiên đến mấy phút đầu khi mà nhìn thấy cái khung cảnh của người đàn ông đánh vợ như này, thì anh ấy chết lặng, anh ấy không biết làm thế nào cả. Và ngay sau đó thì anh ấy đã, thế rồi, chẳng biết từ bao giờ tôi đã vứt chiếc máy ảnh xuống đất và chạy nhào tới. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là với cái tâm hồn và với cái tính cách, với cái tình yêu thương của một người nghệ sĩ chân chính, thì anh Phùng này, cái người nghệ sĩ Phùng này đã vứt bỏ máy ảnh, có nghĩa là vứt bỏ cái công cụ để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật và chạy tới để giống như là can ngăn và tìm hiểu xem rằng là sự thật ở đây là gì. Chính là cái việc mà anh ấy bỏ qua cái vẻ đẹp toàn bích mà hướng đến một cái sự chân thực mà anh ấy muốn tìm kiếm, giống như tất cả chúng ta, đúng nhở? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, cái kết luận của chúng ta ở trong phần này khi mà tìm hiểu về hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng ấy, đó chính là, các bạn nhấn mạnh giúp cho cô, cái nghịch lý của cái phát hiện thứ hai trên thì đã được tác giả bày ra trước mắt chúng ta, và Phùng thì đã rất là cay đắng khi mà nhận ra những cái điều ngang trái xấu xa ở trong cuộc sống, đó chính là hình ảnh của một người đàn ông đánh vợ rất là dã man. Và qua đó thì anh ấy có thể cảm nhận được một điều, hóa ra là ở trên cuộc đời này không phải là cái gì, không phải là bao giờ cũng đẹp. Các bạn sẽ thấy được rằng là những cái xấu, cái ác, những cái sự dã man thì vẫn còn tồn tại ở trong cuộc sống. Và trước cái khung cảnh như thế này, những cái người thân trong gia đình với nhau lại cư xử với nhau bằng những cái hành động vô cùng tàn ác như vậy, thì Phùng đã nhận ra được một cái chân lý của cuộc đời, đó chính là cuộc đời thì không phải bao giờ cũng đẹp, nó vẫn còn chứa đựng những cái điều xấu xa, và nó còn chứa đựng những cái câu hỏi mà đến phần này rồi mà chúng ta vẫn chưa thể giải đáp được, đúng không? Thêm nữa thì các bạn nhấn mạnh giúp cô, đó chính là Phùng cũng nhận ra được một điều rằng người nghệ sĩ thì phải tìm hiểu cuộc đời trong mối quan hệ đa chiều. Chứ nếu như chúng ta chỉ nhìn vào một cái bức tranh toàn bích ban đầu, khi mà chúng ta nhận ra rằng là có một khung cảnh mờ sương này, ánh nắng hồng nhạt của buổi sớm tràn đầy sức sống, một gia đình yên bình với những thành viên cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ngồi khum khu, ngồi yên lặng ở trên một cái mũi thuyền khum khu, thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ không thể nhìn nhận ra được cái chân thực đằng sau cái bức tranh đẹp đẽ đó là gì. Và với cái phát hiện thứ hai của nghệ sĩ Phùng thì bản thân chúng ta cũng có thể chỉ ra được những cái nghịch lý ở trong cuộc sống, và đây là những cái điều mà khiến cho chúng ta vô cùng đau lòng, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý xem rằng là ở trong phần thứ hai chúng ta sẽ phải trả lời cho cái câu hỏi rằng là người đàn ông gọi với lên trên thuyền với cái câu nói tao giết cả mày bây giờ thì mày ở đây là ai, và chúng ta sẽ lý giải vì sao người phụ nữ ở đây chấp nhận lên bờ để cho chồng đánh mà yên lặng không nói gì, cam chịu, không chống trả, cũng không chạy trốn. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung này ở trong phần thứ hai nhé. Theo đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai nhé. Đó chính là sau khi mà chúng ta nhìn ra hai cái phát hiện mang tính trái ngược nhau của nghệ sĩ Phùng ấy, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai, đó chính là câu chuyện của người đàn bà hàng trài. Và khi mà phân tích về nhân vật này thì chúng ta cũng cảm nhận thấy được, cũng thấy được rằng là ở nhân vật này cũng có cái sự trái ngược giữa một bên là ngoại hình của bà ấy và một bên sẽ là cái vẻ đẹp ở trong tâm hồn của một người phụ nữ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến phần đầu tiên, đó chính là trong câu chuyện của người đàn bà hàng trài này, thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến câu chuyện của chính bản thân người đàn bà. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến những nhân vật liên quan nữa. Ví dụ như là khi mà chứng kiến cái cảnh là người đàn bà hàng trài này bị chồng của mình đánh đập, thì con gái, con trai của
người đàn bà này sẽ có cái thái độ, sẽ có cái hành động như thế nào đối với mẹ của mình, đối với bố của mình. Và thêm nữa thì chúng ta có hai nhân vật ở đây không thuộc trong gia đình của họ, đó chính là nhân vật đầu là Tránh Án, cái người mà luôn luôn thuyết phục người đàn bà này là hãy bỏ chồng đi. Và có một nhân vật nữa, đó chính là nhân vật Phùng. Chúng ta biết rồi, anh ta là một người nghệ sĩ đi tìm kiếm cái đẹp, và khi mà nhìn thấy cái thực sự đau đớn, cái sự thực đau đớn của đời sống nó không đẹp đẽ như ở trong cái tác phẩm nghệ thuật của mình, thì anh ấy cũng có những cái cảm xúc và anh ấy cũng mong muốn là cái hiện thực đau lòng đó có thể là được thay đổi. Vì vậy nên chúng ta hãy cùng chú ý đó là câu chuyện của người đàn bà hàng chài, câu chuyện liên quan đến người đàn bà hàng chài thì sẽ là câu chuyện của rất là nhiều các nhân vật khác nhau. Vì vậy đây sẽ là nội dung trọng tâm của bài ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, dầu sao đầu tiên các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là câu chuyện về người đàn bà hàng chài. Và đầu tiên thì chúng ta biết được rồi những cái yếu tố khái quát liên quan đến người đàn bà này, ví dụ như là ngoài 40 tuổi này, thô kệch này, rỗ mặt này, khuôn mặt thì luôn mệt mỏi, cam chịu, nhẫn nhục, thì cái điều đó chúng ta đã biết rồi ngay ở trong phần đầu tiên, khi mà chúng ta thấy rằng là nhân vật Phùng ở đây thì có những cái sự phát hiện thứ hai của mình để biết rằng là đây là một cái người phụ nữ mà chịu nhiều đau khổ như thế nào, đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, cụ thể hơn về câu chuyện của người đàn bà hàng chài này thì chúng ta phải cần chú ý, đó chính là chúng ta nhắc đến cái câu chuyện khi mà người đàn bà này gặp Tránh Án Đầu ở trên tòa án huyện. Vậy chúng ta sẽ biết được rằng là ở trên tòa án huyện thì với một cái giọng đầy giận dữ, Tránh Án Đầu có nói với người đàn bà này rằng là 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, cả nước này không có một người chồng nào như hắn cả. Tôi chưa hỏi tội của hắn mà tôi chỉ muốn bảo ngay với chị rằng là chị không thể sống nổi với người đàn ông vũ phu ấy đâu. Chị nghĩ thế nào? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là sự thực mà người đàn bà ở đây đang phải chịu đựng chính là bị chồng đánh 3 ngày một trận nhẹ này, 5 ngày một trận nặng này. Nếu người đàn bà này, các bạn sẽ thấy ở phía trên chúng ta đang có một câu hỏi, có một sự băn khoăn đấy. Đấy là thế thì không biết là người đàn bà này họ đang có cái lý do như thế nào mà lại không hề trốn tránh, không hề có cái thái độ rằng phản kháng lại mà chỉ nhẫn nhục chịu đựng thôi. Thì đây là chính là cái thái độ của người đàn bà hàng chài này. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là trái ngược với cái thái độ cam chịu giống như là một người câm ở trên cái bãi biển, thì các bạn sẽ thấy ở tòa án huyện, thái độ của người đàn bà trong cái cuộc gặp với Tránh Án Đầu và gặp gỡ Phùng ở tòa án huyện thì có một vài nét trong cái sự thay đổi tâm lý của người đàn bà này. Vì vậy nên chúng ta sẽ cùng nhắc nhở, chúng ta sẽ cùng nhắc đến thái độ của người đàn bà này. Đầu tiên các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà gặp Đầu này, khi mà gặp Phùng ở tòa án huyện thì thái độ đầu tiên của người đàn bà đó là rón rén, cố thu người lại. Cái chi tiết này thì các bạn cũng đã thấy được rằng là người đàn bà này thì rón rén này, cố thu mình lại ở trên cái ghế. Và với cái hành động như thế thì chúng ta thấy được rằng là cái hành động thể hiện đây là một người đàn bà rất là đáng thương và tội nghiệp, đúng không? Tuy nhiên các bạn thấy này, cái sự đáng thương hơn nữa ở người đàn bà này đó chính là ngay sau khi mà Tránh Án Đầu chỉ ra rằng là chị không thể sống được với cái người đàn ông vũ phu như thế này đâu, cả nước này đâu có một người chồng nào mà đánh vợ một cách dã man như vậy, thì các bạn hãy cùng chú ý này, con lạy quý tòa. Các bạn nhớ đến cái lời nói ban đầu nhá, cái cách xưng hô ban đầu của người phụ nữ này, con lạy quý tòa, quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Vậy thì các bạn sẽ thấy được ở đây lời van xin của một cái người phụ nữ không có bất kỳ một cái tội lỗi gì đến nỗi mà phải gặp tòa cả, mà tòa ở đây chỉ mong muốn giải quyết cho chị ta có được một cuộc đời bớt đau khổ hơn mà thôi. Nhưng mà chị ấy lại van xin rằng đừng bắt con bỏ nó. Thì rõ ràng ở đây người vợ phải có một cái sự ràng buộc và đồng thời cũng phải có một cái sự, có một cái tình cảm sâu nặng như thế nào đối với người chồng thì mới có một cái lời van xin như thế này, trong khi bản thân mình đâu có tội tình gì mà lại phải van xin người khác, đúng không? Vậy thì chúng ta đã thấy được cái nỗi niềm của một người phụ nữ ở đây rồi. Chúng ta thấy được rằng là qua cái lời van xin này thì chúng ta biết được cái quyết tâm không bỏ chồng, cam chịu tất cả mọi thứ để đánh đổi lấy cái hạnh phúc gia đình của người đàn bà này. Và các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà gặp phải cái trường hợp đó chính là đã hòa giải rồi, đã mong những cái thứ mà tốt đẹp nhất đến với người đàn bà hàng chài này rồi, nhưng mà dường như chị ấy vẫn từ chối, chị ta vẫn từ chối những cái ý tốt
của Chánh án tẩu, Chánh án đẩu và Phùng, thì chúng ta hãy cùng lý giải lý do xem rằng là cái sự chịu đựng của người đàn bà này, này lý do là vì sao. Thế sau đây chúng ta sẽ cùng đưa đến một số những cái lời giải thích cho cái hành động của người phụ nữ này là lý do vì sao mà chị quyết tâm không bỏ chồng nhá. Các bạn lưu ý giúp cô đến một số những cái nội dung mà cô đã chỉ ra ở trong phần này cho các bạn. Ở đây thì chúng ta đang có một số những cái lý do mà lần lượt thì chúng ta sẽ cùng phân tích những cái lý do đó để xem rằng là à, với những cái hành động như vậy, với những cái lời nói như vậy thì chúng ta sẽ biết được vì sao mà người đàn bà này quyết không bỏ chồng. Và liệu rằng với một cái lời lẽ cương quyết này, giận dữ của Chánh án đẩu rằng là tha thiết mong muốn cái người phụ nữ này, cái người đàn bà này hãy bỏ chồng đi, thì Chánh án đẩu liệu rằng có bị người đàn bà này thuyết phục hay không nhá. Chúng ta sẽ có ý đầu tiên, đó chính là người đàn bà này đầu tiên là sự thay đổi cách xưng hô với những cái người có mặt ở cái tòa án huyện lúc bấy giờ. Ban đầu con xin quý tòa, nhưng khi mà chị ấy muốn thổ lộ một cái điều gì đó thì các bạn sẽ thấy được rằng là cả Đẩu và cả Phùng đều có cái gương mặt ngơ ngác giống như người phụ nữ này khi mà chị ấy thay đổi cách xưng hô. Chị cảm ơn các chú, người đàn bà đột nhiên thốt lên bằng một giọng khẩn thiết. Đây là chị nói thành thực, chị cảm ơn các chú, lòng tốt của các chú, lòng các chú tốt, nhưng các chú không phải là người làm ăn, cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc mà những con người làm ăn lam lũ khó nhọc phải chịu đựng. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái chi tiết đầu tiên, cái lý do đầu tiên mà người đàn bà này muốn nhắc đến ở đây chính là những người nghệ sĩ hay là những người viên chức nhà nước giống như Đẩu, giống như Phùng thì họ không thể hiểu được cái câu chuyện của những người làm ăn. Có nghĩa là hoàn cảnh của những người này đang ở những cái vị trí khác nhau, vì vậy nên họ khó có thể mà hiểu và cảm thông cho nhau được. Có thể là nhìn thấy người phụ nữ, nhìn thấy người đàn bà này bị chồng đánh thì chúng ta cảm thấy vô cùng đáng thương này, động lòng này. Tuy nhiên cái nguồn cơn, cái lý do sâu xa ở trong cái hành động đó thì mọi người vẫn chưa hiểu được, bởi vì hoàn cảnh của mỗi con người là khác nhau. Và người phụ nữ khẳng định ở đây đó chính là các chú không phải là người làm ăn, nên là các chú không thể hiểu được cái nỗi khó nhọc của người làm ăn là như thế nào. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy này, lý do thêm nữa, lý do thứ hai mà người đàn bà chỉ ra ở đây, đó là vì thuyền chật. Các bạn sẽ thấy này, do sinh nhiều con mà thuyền lại chật, cho nên cái cuộc sống gò bó đó, cái cuộc sống tù túng đó thì khiến cho người ta không thể thoát khỏi ra được. Ở đây các bạn sẽ thấy nhá, đó chính là không, các chú à, cũng nghèo khổ, cũng tung quẫn lắm, nhưng cái lỗi chính lại là ở người đàn bà, vì đẻ nhiều quá mà thuyền lại chật. Vì vậy nên ở trong phần này các bạn có thể thấy được rằng là dường như người đàn bà thì đầu tiên nhắc đến hoàn cảnh, nhưng lý do thứ hai mà người đàn bà chỉ ra dường như đang tự nhận lỗi về cho mình, đó là thuyền chật. Và lỗi của người đàn bà là đã sinh quá nhiều con khiến cho cuộc sống quá là khó khăn. Và cái cuộc sống khó khăn đó, cái cuộc sống khó khăn cả về vật chất, cả về tinh thần đó thì lại đè nặng lên vai của người đàn ông. Vì vậy nên là cái cuộc sống tù túng, cái cuộc sống gò bó này là cái tù túng gò bó chung của cả gia đình. Mà chắc chắn rằng người phụ nữ này ở đây thì đang tự nhận trách nhiệm về mình, tự nhận lỗi về mình, đồng thời thì cũng đang có một cái sự thông cảm, có một sự san sẻ với người đàn ông trụ cột ở trên cái thuyền chài đó, đúng nhở? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, người phụ nữ không chỉ nhận lỗi về mình đâu, mà ngay sau đó còn chỉ ra rằng là ở trên một cái chiếc thuyền mà đi đánh lưới ấy, thì sẽ có một cái người mà cần thiết phải có ở trên cái thuyền đó, chính là một cái người đàn ông để có thể là chèo lái. Các bạn sẽ thấy này, thuyền sẽ luôn luôn cần một người đàn ông. Trên thuyền sẽ luôn luôn cần một người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn, nuôi nấng được một sắp con. Nhà nào nhà nấy đều trên chục đứa. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là à, cái hoàn cảnh này dường như là hoàn cảnh chung của những cái gia đình hàng chài, khi mà tất cả họ thì đều sống chung, cả gia đình đều sống chung trên một chiếc thuyền. Và đồng thời thì cái trách nhiệm, cái gánh nặng đè nặng lên đôi vai của người đàn ông thì nó quá lớn. Nên là các bạn sẽ thấy này, người đàn bà hàng chài ở đây thì đưa ra cho chúng ta dường như là một cái chân lý, dường như là một cái quy luật đối với cuộc sống của những người dân làng chài, đó là ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con,
rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, nên là phải gánh lấy cái khổ. Vì vậy nên là cái lý do thứ tư ấy mà các bạn sẽ thấy ở đây, đó chính là bản thân người đàn bà sinh ra là để nuôi con, để gánh lấy cái khổ, nên là phải sống vì con chứ không phải là sống vì mình. Các bạn sẽ thấy ở đây, phải sống cho con chứ không phải là để sống cho mình. Thì rõ ràng rằng là người đàn bà ở đây thì đang đưa đến cho chúng ta một cái sự hy sinh. Và rõ ràng rằng tình mẫu tử vô bờ bến của chị ta thì đã được làm nổi bật lên qua cái chi tiết này. Và bản thân chúng ta, nếu như là những người mà trực tiếp có ở cái cuộc nói chuyện đó ở tòa án huyện, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bị cảm động bởi cái tình mẫu tử thiêng liêng của người đàn bà, đúng không? Thêm nữa thì các bạn sẽ thấy này, như là chỉ ra cho chúng ta một cái quy luật ở trong cuộc sống ấy, gia đình nào cũng vậy. Chúng ta biết được rằng là gia đình nào thì cũng có cái cảnh xô bát xô đũa. Và người đàn bà ở đây thì nói về việc đó chính là cũng có khi biển động sóng to. Biển thì chẳng bao giờ yên ả cả, có lúc thì yên ả, có lúc mặt biển thì trong xanh, gợn sóng lăn tăn thôi. Tuy nhiên thì có những cái lúc biển lại động sóng to. Thì cái quy luật trong cuộc sống mà mỗi con người chúng ta đều phải trải qua, mà người đàn bà ở đây đang muốn khẳng định, đó chính là cuộc sống của gia đình nào cũng vậy, lúc nào cũng có lúc va chạm, lúc nào cũng có lúc yên ổn, có lúc yên vui thì cũng phải có những cái lúc mà xô bát xô đũa, đúng nhở? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy ở đây, những cái điều mà người đàn bà chỉ ra ấy, không chỉ là hoàn cảnh riêng của bản thân mình, không chỉ là hoàn cảnh riêng của những người đàn bà, những gia đình ở miền biển có cái công việc làm chài lưới, mà còn là những cái quy luật của những gia đình chung, chứ không phải là một riêng một gia đình của người phụ nữ này, của người đàn bà này. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, bởi chính những cái lý do hoàn cảnh này, do cuộc sống tù túng gò bó, do cái nguyên nhân là phải sống cho con, phải hy sinh cho con chứ không được sống cho mình. Vì vậy là người đàn bà ở đây thì đã đưa đến cho chúng ta một cái cách để tận hưởng cuộc sống của chính những người phụ nữ, đó là cũng có những lúc hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó không phải là lúc nào cũng có được. Mà bản thân những cái người phụ nữ ở đây, nếu như muốn có được những hạnh phúc đó thì đều phải chắc chiêu. Các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà có cái câu hỏi của Phùng đặt ra cho người phụ nữ ở đây ấy, đó là có cho người đàn bà hàng trải đây, đó là liệu rằng có khi nào mà chị cảm thấy thực sự vui hay không, thì người đàn bà có trả lời rằng có chứ, hạnh phúc của tôi là khi được nhìn thấy những đứa con của mình ăn no. Vậy các bạn hãy chú ý cái chi tiết ở đây nhé. Đó là hạnh phúc ở đây là cái hạnh phúc không phải là cho bản thân mình mua được một cái chiếc túi hàng hiệu, không phải là cho bản thân may được một chiếc váy mới, mà ở đây các bạn sẽ thấy này, cuộc sống chịu đựng, hy sinh, sống cho con chứ không phải là sống cho mình. Vì vậy nên hạnh phúc của một người mẹ ở đây cũng là khi được nhìn thấy các con của mình ăn no. Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy được rằng là dường như người phụ nữ ở đây thì họ rất là cam chịu này, họ hiểu đời này, và đặc biệt đó chính là họ chắt chiu những cái hạnh phúc dù là nhỏ nhất ở trong cuộc sống. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta sẽ thấy được rằng là khi mà cần phải đưa ra những cái lý do, cần phải giải thích lý do vì sao mà nhất quyết không bỏ chồng, thì hàng loạt những lý do, hàng loạt những cái lời chia sẻ của người phụ nữ thì đã được nêu ra. Khác với việc là và luật sư thì bào chữa cho một người nào đó ở tòa án, mà ở đây các bạn sẽ thấy người phụ nữ thì tự biện bạch và đồng thời thì cũng tự tâm sự về cuộc đời của mình. Đầu tiên là hoàn cảnh riêng này, sau đó là hoàn cảnh chung của những người đàn bà sống ở miền biển, làm cái công việc chài lưới. Và sau đó khái quát hơn nữa là cuộc sống của tất cả những người phụ nữ nói chung, những gia đình nói chung, chứ không chỉ là riêng của người phụ nữ này. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, với những cái lý do được sắp xếp từ cụ thể đến khái quát như thế này, thì các bạn sẽ thấy được rằng là hóa ra đây là một cái người phụ nữ cũng rất là sâu sắc, cũng rất là chín chắn, đúng nhở? Vì vậy chúng ta sẽ cùng đưa ra được cái nội dung quan trọng ở phần này, đó chính là cái nhân vật người phụ nữ, cái người đàn bà làng chài ở đây ấy, là một cái người này có sự đối lập giữa vẻ ngoài và tâm hồn. Mặc dù là một người phụ nữ mặt dỗ, xấu xí và có vẻ ngoài thô kệch, tấm lưng áo thì đã bạc phách rồi, nhưng tâm hồn của chị ta thì có những cái điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất là bất ngờ. Ở đây thì các bạn hãy nhấn mạnh giúp cô, đó chính là
là một người phụ nữ thất học, xấu xí và phải nuôi một sắp con trên dưới chục đứa. Tuy nhiên, người phụ nữ này thì sẽ rất là hiểu đời. Và cái sự đối lập đầu tiên mà tác giả muốn chỉ ra cho chúng ta về cái sự khác nhau giữa vẻ ngoài và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ chính là mặc dù là người phụ nữ thất học nhưng mà lại rất là hiểu đời, hiểu câu chuyện của bản thân mình, hoàn cảnh của bản thân cũng như là câu chuyện của tất cả những gia đình khác. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy này, đây là một cái người phụ nữ giàu nước hy sinh. Giàu nước hy sinh ở đây chính là cái chi tiết mà chúng ta sẽ thấy người phụ nữ này, người mẹ này không hề sống cho bản thân mình và luôn luôn lo lắng cho con. Và hạnh phúc của người phụ nữ này chỉ là khi mà nhìn thấy những đứa con của mình ăn no, đúng nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy này, dường như ở người đàn bà hàng chài này thì mang những cái vẻ đẹp truyền thống của một người phụ nữ Việt Nam. Nếu như ở trong cái tác phẩm này ấy, tác giả và đặc biệt đó chính là nhân vật Phùng ở đây thì sử dụng những cái từ ngữ để nói về người đàn bà hàng chài, đó chính là người đàn bà này, hoặc là đôi khi thì anh ấy còn gọi người đàn bà này là mụ nữa. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy đó chính là qua tất cả những cái vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài ở đây thì chúng ta có thể gọi chị ấy là một người phụ nữ mang những cái vẻ đẹp truyền thống của một người phụ nữ Việt Nam. Để với một cái từ ngữ như vậy, với một cái cách nói như vậy thì chúng ta đang trân trọng hơn những cái giá trị, những cái vẻ đẹp tâm hồn của con người này, đúng không? Như vậy là sau khi mà tìm hiểu xong cái câu chuyện đầu tiên về người đàn bà hàng chài rồi thì chúng ta cũng đã biết được rằng là ở đây là một nhân vật mà đã chấp nhận những cái trận đòn roi của chồng, những cái lời chửi bới của chồng để gìn giữ hạnh phúc gia đình và lo cho cuộc sống hạnh phúc của những đứa con. Vì vậy nên chúng ta biết được rằng là bên cạnh câu chuyện của người phụ nữ này, của người đàn bà hàng chài này thì còn là câu chuyện của Đầu này, của Phùng này, của Phác hay là của chị gái Phác nữa. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhắc đến những nhân vật đó khi mà kể về câu chuyện của những người xung quanh cuộc sống của người đàn bà hàng chài này nhé. Sau khi mà phân tích xong nhân vật quan trọng nhất ở trong tác phẩm này, đó chính là người đàn bà hàng chài và câu chuyện của người đàn bà, những cái hành động, cử chỉ, lời nói hay là những cái lời giải thích, những lý lẽ thuyết phục của người đàn bà này ở tòa án huyện, thì các bạn hãy cùng chú ý thêm một số những cái nhân vật khác ở trong câu chuyện này và đồng thời cũng là những nhân vật mà xoay quanh cuộc đời của người đàn bà này. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đến ba nhân vật quan trọng nhất liên quan đến gia đình của người đàn bà hàng chài này, chính là người đàn ông chồng của bà ấy. Thứ hai đó chính là chị gái của Phác, và Phác ở đây là hai đứa con ruột của người đàn bà hàng chài. Đầu tiên các bạn chú ý giúp cô đến hình ảnh của người đàn ông này. Hình ảnh của người đàn ông thì đã được miêu tả ở phần đầu của chuyện, chúng ta đã nhắc rồi. Sau đây thì cô sẽ chỉ đọc lại cho các bạn một số những nét tiêu biểu nhất về người đàn ông thôi nhé. Người đàn ông này thì có mái tóc tổ quạ này, tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền. Lão đi chân chữ ngũ, bước từng bước chắc chắn, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống, hai con mắt đầy vẻ độc và dữ. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là người đàn ông này có một cái dáng vẻ rất là khắc khổ, lam lũ, tuy nhiên rất là mạnh mẽ. Và cái hành động của ông ta thì vô cùng là dữ dội, đúng nhỉ? Hành động của ông ta ví dụ như là trút những cái cơn giận như lửa cháy bằng cách là quất tới tấp chiếc thắt lưng vào lưng của người đàn bà, và đi kèm với những cái hành động, đi kèm với những cái chiếc thắt lưng như trời giáng xuống lưng của người vợ mình thì là chúng ta thấy được những cái lời nguyền rủa, mà những cái lời này được cất lên với cái giọng rên rỉ và đau đớn. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái cách để anh ta có thể là giải tỏa cái nỗi đau trong tinh thần của mình, trong tâm hồn của mình ấy, rất là dữ dội và khó khiến cho mọi người có thể cảm thông được. Vậy thì các bạn sẽ thấy nhá, ban đầu tiên ấy, cái người đàn ông này cũng không phải là một cái người mà đã vốn vũ phu như vậy đâu. Các bạn biết được rằng là anh ta vốn là một cái người mà con nhà hàng chài hay đến nhà của người đàn bà hàng chài này để mua lưới về để đan, đúng không? Vì vậy nên các bạn thấy được rằng là đầu tiên thì anh ta vốn là một người con trai hiền lành. Tuy nhiên do cái hoàn cảnh cuộc sống gia đình quá là khó khăn, tù túng và nghèo nàn nên là đã đẩy anh ta vào một cuộc sống tù túng như vậy. Và mỗi khi nào thấy khổ thì anh ta lại mang vợ ra để đánh. Và chúng ta thấy được rằng là cái sự thực mà được Tránh Án Đầu chỉ ra cho chúng ta, và Tránh Án Đầu thì muốn người đàn bà hàng chài này phải nhìn rõ vào cái hiện thực cuộc sống của mình rằng là
3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, chị không thể sống nổi với người đàn ông này đâu. Trên cái đất nước này chẳng có người đàn ông nào mà đánh vợ một cách dã man như vậy cả. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây rõ ràng là người đàn ông đang được khắc họa với cái dáng vẻ, với cái tính cách, với những cái hành động như thế này. Tuy nhiên với mỗi người lại đưa ra những cái cách nhìn vô cùng khác nhau về người đàn ông này. Ví dụ các bạn có thể thấy nhé, qua cách nhìn của người vợ, người đàn bà làng trải ở đây ấy, thì dường như với cái nhìn cảm thông của mình thì người đàn bà ở đây chỉ nghĩ rằng là vì quá đói khổ rồi, anh ta không làm thế nào để có thể là giải tỏa được những cái áp lực ở trong cuộc sống của mình, vì vậy nên là anh ta mới mang vợ ra để đánh, đúng nhở? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, qua cái nhìn của Trái Ngán Đầu, qua cái nhìn của nghệ sĩ Phùng của Pháp, thì đây thực sự là một người đàn ông rất là phũ phu, đáng lên án. Và Trái Ngán Đầu có nói về việc là chị không sống nổi với cái người đàn ông vũ phu ấy đâu. Trên cái đất nước này không có một người chồng nào như hắn cả. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là trong cái nhìn của mọi người, đây là một người chồng rất là đáng để lên án. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, với cái nhìn của những con người khác nhau, ở trong hoàn cảnh khác nhau, và với cái cách suy nghĩ về cuộc sống khác nhau, thì họ nhìn nhận về người đàn ông này rất là khác, đúng không? Vì vậy các bạn sẽ thấy này, người đàn ông này chắc chắn anh ta là nạn nhân của cái khổ, bởi vì là quá nghèo đói nên là đã đẩy anh ta vào một cuộc sống đói khổ. Và với cái việc là phải là một người đàn ông trụ cột chèo lái con thuyền, và cũng là một người đàn ông mà trụ cột ở trong gia đình, nuôi biết bao nhiêu miệng ăn, trên dưới chục đứa con và cả một người vợ nữa, thì đó là một cuộc sống vô cùng áp lực. Và bản thân anh ta là một cái nạn nhân của cuộc sống khó khăn và nghèo khổ đó, đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy được rằng là bản thân anh ta là nạn nhân của cái khổ, tuy nhiên anh ta cũng chính là một cái người gây ra cái khổ. Và cái khổ ở đây là cái khổ cho cả anh ta và cái khổ cho cả người khác nữa. Mà cái nỗi khổ cho người khác, những cái người phải gánh chịu nỗi khổ ở đây là rất nhiều người, vợ này, con này, và cả những cái người mong muốn hòa giải cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai vợ chồng này nữa. Vì vậy nên các bạn sẽ nhấn mạnh ở đây, khi mà chúng ta phân tích về người đàn ông này, thì các bạn nhấn mạnh đó chính là người đàn ông này vừa là nạn nhân của cái khổ nhưng đồng thời cũng là người gây ra cái khổ nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý đến một số nhân vật khác ở trong gia đình này. Đó là chị gái của Pháp. Chị gái của Pháp thì đây là một nhân vật mà chỉ được nhắc đến sơ qua với một số những chi tiết thôi. Ví dụ như là đây là một người biết lo toan, biết lo lắng cho mẹ và có những cái suy nghĩ chín chắn hơn so với Pháp. Cái tình yêu thương của Pháp dành cho mẹ của mình ấy, đó chính là yêu thương mẹ thì ghét bố, thấy bố đánh mẹ thì là đánh lại bố. Thì đấy là những cái hành động rất là trẻ con. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, chị gái Pháp rất là lo toan và có hành động đúng đắn. Cậu bé Pháp ở đây là một cái người mà rất là phẫn nộ trước hành động của bố. Cậu ấy dám cầm một con dao găm muốn đâm vào người ông bố này, bởi chỉ vì cái lý do đấy chính là bố đánh mẹ, đúng nhở? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy rằng là cái hành động đúng đắn của chị gái Pháp ở đây chính là giành lấy con dao găm đó để cho Pháp không đâm vào người bố của mình. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, đằng sau một cái hành động rất là mạnh mẽ và đúng đắn đó, có lý trí đó, thì là một cái tấm lòng tan nát của một người con gái giàu lòng yêu thương. Đó chính là ai cũng muốn gia đình mình được sống hạnh phúc cả. Tuy nhiên người chị này thì lại nhìn thấy rằng là bố mẹ của mình thì không hạnh phúc, bố thì đánh mẹ, em thì lại đánh bố như cái hành động muốn trả thù, bởi vì ông bố này có những cái hành động quá là tàn ác. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là người chị ở đây thì vừa thương các thành viên khác trong gia đình, cũng có những cái sự giận dữ đối với bố của mình. Tuy nhiên hành động của chị ấy lại đúng đắn và chín chắn hơn rất là nhiều nhé. Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là mặc dù là một người rất là ốm yếu, tuy nhiên chị gái Pháp cũng là một người rất là can đảm, và đặc biệt đó chính là biết suy nghĩ, biết lo toan, dịu dàng và mang những cái nét đẹp của một người con gái. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta phân tích được về chị gái Pháp rồi thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến nhân vật cậu bé Pháp này nhé. Các bạn chú ý giúp cô, đó chính là cái cậu bé Pháp này là một cái người mà bà mẹ cảm thấy rằng cậu ấy rất là khó nuôi, cậu ấy không hợp với ông bố một chút nào cả. Nên là bà mẹ thì đã gửi cậu bé Pháp này về nhà ông ngoại để ông ngoại nuôi. Và nhà ông ngoại ở đây là ngôi nhà ở trên đất liền, đúng không nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, cậu bé Pháp này cứ vài hôm ở trên đất liền thì cậu ấy lại trốn xuống thuyền
để mong muốn, cái mong muốn của cậu ấy là luôn luôn ở bên mẹ và bảo vệ mẹ của mình. Vì vậy này, các bạn sẽ thấy đó chính là cậu bé Phát này, cậu ấy là một người mà đã yêu thương mẹ, nhưng mà cái tình yêu thương của cậu ấy dường như rất là trẻ con và được bộc lộ ra bằng những cái hành động, có thể là thiếu suy nghĩ nữa. Cậu ấy tuyên bố rằng là nếu như có mặt cậu ấy ở trên biển, ở trên thuyền thì bố sẽ không bao giờ có thể đánh được mẹ đâu. Và khi mà ông bố này mà đưa người mẹ lên thuyền, lên trên bờ và đánh người mẹ, thì các bạn sẽ thấy đó là cậu bé Phát này, cậu ấy đã đưa những cái ngón tay của mình lên sờ lên khuôn mặt mẹ. Chúng ta có một số những cái câu văn ở cuối trang 72 nhé. Các bạn sẽ thấy này, khi mà người đàn ông đã đi khỏi cái bãi xe đang đổ nát đó rồi ấy, chỉ còn lại một người mẹ và một người và cậu bé Phát đang ôm nhau ở trên bãi cát, thì các bạn sẽ thấy đó chính là người đàn bà miệng mếu máo gọn ngồi sệp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để rồi lại ôm chầm lấy. Thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn không hề hé răng, như một viên đạn bắn vào người đàn ông và bây giờ thì đang xuyên qua tâm hồn của người đàn bà, làm rỏ xuống những giọt nước mắt. Và các bạn sẽ thấy một cái hành động rất là lặng lẽ của cậu bé Phát ở đây, đó chính là cậu ấy im lặng đưa những ngón tay lên khẽ sờ lên khuôn mặt của mẹ mình, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy những cái nỗi tâm sự, những cái sự uất ức, những cái sự cam chịu của người mẹ. Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý ở đây, đó chính là cậu bé Phát này là người mà lần thứ nhất Phùng nhìn thấy, Phùng cảm nhận được, đó chính là cậu ấy có một cái phản ứng rất là dữ dội. Cậu ấy giật bằng được cái chiếc thắt lưng mà ông bố đang đánh người mẹ, và cậu ấy quật hẳn cái chiếc khóa sắt ở trên cái chiếc thắt lưng đó vào khuôn ngực trần vạm vỡ cháy nắng của ông bố. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái hành động của cậu ấy thì rất là mạnh mẽ, dữ dội và phản kháng lại ngay lập tức cái hành động đánh mẹ của ông bố, đúng nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy đó chỉ là lần thứ nhất thôi. Còn lần thứ hai các bạn sẽ thấy đó chính là lần thứ hai ở trong mặt biển, ba hôm ở trên bờ biển, ba hôm sau cũng trong một cái làn sương sớm như vậy, thì Phùng lại tiếp tục chứng kiến cái khung cảnh người đàn ông đánh vợ. Và em trai ở đây chính là cậu bé Pháp ấy, thì đã định dùng chiếc dao găm làm vũ khí để bảo vệ người mẹ đáng thương của mình. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là với cái hành động mà sử dụng hẳn một con dao găm để có thể là bảo vệ mẹ chống lại người bố vũ phu đó, thì cái hành động của cậu bé Pháp này là một cái hành động mang cái phản ứng dữ dội. Và dường như ở đây cái nét trẻ con của cậu bé Pháp này thì vẫn còn nguyên vẹn trong một tâm hồn mà chứa đựng quá nhiều đau khổ và thiệt thòi, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý là sau khi mà chúng ta phân tích được ba nhân vật liên quan đến người đàn bà anh trai, ba người mà cùng chung sống trong gia đình với người đàn bà này, đó chính là ông chồng này và hai đứa con này, thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến hai người mà ngoài gia đình tuy nhiên thì lại chứng kiến tất cả những cái sự khổ đau của người đàn bà này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy nhân vật Phùng. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhận xét được về Phùng đó chính là Phùng là người kể chuyện cho chúng ta trong câu chuyện này. Phùng là một nhân vật sử dụng ngôi thứ nhất và xưng tôi. Vì vậy nên là những cái chuyển biến tâm lý trong tâm trạng của anh ta thì đã được đưa đến với chúng ta rất là cặn kẽ và chi tiết. Vì vậy nên chúng ta có thể hiểu được đây là một con người rất là nhạy cảm, tinh tế. Và đặc biệt đó chính là với những cái sự nhạy cảm, với những cái sự tinh tế của mình, thì Phùng đã phát hiện được những cái vẻ đẹp ở trong cuộc sống. Và Phùng đánh giá được những cái khung cảnh, những cái vẻ đẹp đó là những cái vẻ đẹp trời cho này, là những cái vẻ đẹp toàn bích mà không phải ai cũng có được, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là với cái cuộc đời đi làm một nghệ sĩ nhiếp ảnh của mình, thì Phùng đã cảm thấy rất trân trọng và bối rối nữa khi mà có được một cái khoảnh khắc trời cho như vậy. Tuy nhiên đằng sau những cái bức ảnh đẹp đẽ để có thể đưa vào cái bộ ảnh của năm thì các bạn sẽ thấy này, bên cạnh đó Phùng cũng là một cái người mang cảm xúc rất là mãnh liệt. Lần thứ nhất Phùng nhìn thấy hai vợ chồng người đàn bà hàng trài đánh nhau ở bãi xe tăng đổ nát thì Phùng đã lao ra, tuy nhiên Phùng đã bắt gặp cái khung cảnh đó chính là cậu bé Phát từ trên thuyền và lao xuống như một cái mũi tên bắn vào người đàn ông. Vì vậy nên là cái cảm xúc của cái hành động của Phùng khi đó thì không được diễn tả một cách cụ thể. Tuy nhiên ở lần thứ hai đó chính là ba hôm sau cũng trong làn sương sớm thì Phùng đã chứng kiến cảnh người đàn ông đánh vợ. Và các bạn sẽ thấy này, Phùng ngay lập tức xông ra để buộc lão đàn ông phải chấm dứt cái hành động độc ác của mình.
Nhưng lão đàn ông đã đánh trả Phùng bị thương và anh được đưa về trạm y tế của tòa án huyện. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây thì nhân vật Phùng còn là một người có cảm xúc rất là mãnh liệt nữa. Cảm xúc ở đây của anh chính là một cảm xúc dành cái sự yêu thương, trân trọng cho người phụ nữ và đàn bà làng chài, và đồng thời thì cũng là một cái sự căm phẫn khi mà người đàn ông trong gia đình thì đã có những cái hành động vũ phu đối với vợ. Anh ta muốn ngăn cản những cái hành động vũ phu đó lại, đúng không? Các bạn nhấn mạnh ở đây đó chính là cảm xúc mãnh liệt của nghệ sĩ Phùng. Và cuối cùng thì các bạn cần nhấn mạnh đó chính là đằng sau cái vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên mà Phùng đã chớp được ở trong buổi sáng hôm đó, thì chúng ta còn chú ý đó chính là Phùng còn phát hiện ra những cái vẻ đẹp của tâm hồn con người. Và đây mới chính là những cái vẻ đẹp quan trọng mà chúng ta cần phải nhấn mạnh vào trong tác phẩm này nhá. Cái vẻ đẹp của tâm hồn con người ở đây chính là vẻ đẹp của người đàn bà làng chài. Mặc dù là ngoại hình thì xấu xí thô kệch, tuy nhiên cái ngoại hình đó thì lại đối lập hoàn toàn với cái vẻ đẹp tâm hồn của chị ta. Một người đàn bà rất là thấu hiểu sự đời này, yêu thương chồng con này, hy sinh, bao dung, cam chịu, và đồng thời thì cũng có một cái nhìn sâu sắc về tất cả mọi việc ở trong cuộc sống nữa. Như vậy là các bạn sẽ thấy này, nhân vật Phùng ở đây với những cái sự nhạy cảm, tinh tế và những cái trải nghiệm của mình ở trong cuộc sống thì anh ta đã rút ra được những cái chân lý về cuộc sống. Chân lý về cuộc sống ở đây chính là cái đẹp thì phải đi kèm với cả đạo đức, đúng không? Vì vậy nên là nếu như mà muốn khẳng định được vẻ đẹp của cuộc sống thì chắc chắn rằng là cái vẻ đẹp đó phải đi kèm với những cái điều mà người ta cho rằng nó đúng đắn, nó phù hợp với đạo đức ở trong cuộc sống của mỗi con người. Thêm nữa thì chúng ta sẽ cùng chú ý, sau khi mà phân tích về nhân vật Phùng thì chúng ta cùng chú ý đến Tranh Án Đầu. Đây là một cái người mà hết sức là phẫn nộ này, có thái độ vô cùng gay gắt trước những cái hành động vũ phu của người chồng. Và các bạn biết được rằng là sau khi mà tìm hiểu về cuộc sống của vợ chồng này thì Tranh Án Đầu đã vỡ ra được rất là nhiều điều về tính cách, về cách nhìn nhận, về cách đánh giá của con người. Đầu tiên thì là về cách đánh giá một con người. Nếu như Đầu này, Phùng này, cậu bé Phát thì đều nhìn nhận người đàn ông này là một người rất là vũ phu này, thì với cái cách đánh giá của một người vợ, chị ta chỉ có một cái sự cảm thông và chị ta cho rằng là chồng mình quá khổ rồi nên chồng mình mới chỉ là một cái nạn nhân của cuộc sống nghèo đói đó thôi, và có thể cảm thông được cho những cái hành động của anh ta. Làm gì cũng được, bắt ở tù cũng được, nhưng mà đừng bắt tôi phải bỏ chồng. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là với những cái hành động, với những cái lời nói, những cái sự lý giải của người đàn bà làng chài ở đây thì Tranh Án Đầu đã rút ra được nhiều điều ở trong cuộc sống, đặc biệt là về cách nhìn nhận đánh giá con người. Và cách nhìn nhận đánh giá con người mà chúng ta có thể học tập được ở Tranh Án Đầu ở đây nhé, đó chính là cuộc đời của người đàn bà làng chài ở đây thì không hề đơn giản. Chúng ta thấy được rằng là người đàn bà ở đây thì có một cái sự đối lập giữa vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình. Tuy nhiên, ở người đàn bà này còn có một cái sự thấu hiểu, cảm thông và đức hy sinh nữa, thì đó chính là những cái điều mà chúng ta trân trọng. Và những cái sự học tập về cách nhìn nhận cuộc sống, cách nhìn nhận về cuộc sống này, cách đánh giá của con người mà Đầu nhìn ra được thì cũng chính là những cái điều mà chúng ta cần phải rèn luyện ở trong cuộc sống của mình. Thêm nữa thì các bạn sẽ thấy này, với một cái người mà thi hành pháp luật ở trong cuộc sống thì trong cái trường hợp này Đầu nhìn nhận ra một điều, đó chính là cái lý thì luôn luôn phải đi kèm với cái tình. Nếu như đúng với cái lý ở đây mà với một Tránh Án huyện cần phải làm, thì Tránh Án Đầu sẽ cần phải làm cái công việc đó chính là giúp người vợ này thoát khỏi người chồng vũ phu đó đi. Và Đầu thì đang làm cái công việc đó chính là thuyết phục người đàn bà này bỏ chồng, đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, sau những cái lời lẽ của người đàn bà này thì Tránh Án Đầu chỉ đưa ra một cái điều, đó chính là tùy chị thôi, chứ còn chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận. Và cái sự kêu gọi hòa thuận ở đây chính là coi trọng cái tình người ở trong cuộc sống. Và rõ ràng các bạn sẽ thấy được rằng là trong cái hoàn cảnh của người đàn bà hàng trải ở đây thì cái tình đã thắng cái lý, đúng không? Cái lý ở đây đó chính là người ta đã quá vũ phu với mình, người ta đã đánh đập mình một cách tàn ác thì thôi, rời bỏ cuộc sống đó đi. Tuy nhiên thì cái tình nghĩa vợ chồng này và cái trách nhiệm với gia đình thì đã khiến người đàn bà hàng trải vẫn luôn luôn cố gắng muốn ở bên người đàn ông để có thể là chăm sóc, gây dựng mối cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là sau khi mà phân tích, sau khi mà tìm hiểu về toàn bộ những cái nhân vật xuất hiện ở trong tác phẩm này thì chúng ta đã biết được rằng là cuộc đời thì có rất là nhiều những cái cách
những cái khía cạnh, những cái cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Và bản thân mỗi chúng ta thì cần phải chú ý để nhìn nhận một cách toàn diện những cái sự việc xảy ra ở trong cuộc sống. Và đó cũng chính là những cái điều, những cái cảm xúc thế sự mà tác giả Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm với chúng ta trong thời bình, đúng nhỉ? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần 3, phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Và chính là chúng ta chỉ ra những cái nét nghệ thuật tiêu biểu mà tác giả đã làm nên ở trong tác phẩm này. Chúng ta hãy cùng tiếp tục nội dung của bài học với phần thứ 3 nhé. Đó chính là chúng ta bàn luận về cái tấm ảnh được chọn trong bộ lịch năm ấy. Các bạn sẽ thấy được rằng là phần cuối của trang 77 và đầu trang 88 có nghĩa là những cái đoạn văn cuối của bài này ấy, thì có đưa đến cho chúng ta về việc đó chính là kết quả của cái chuyến đi thực tế đó của nghệ sĩ Hùng là gì. Cái bức ảnh đã được chọn vào trong bộ lịch năm ấy là bức ảnh nào? Chúng ta sẽ cùng chú ý nhé. Với những tấm ảnh mà tôi mang về đã được chọn lấy một tấm trưởng phòng rất bằng lòng với tôi. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là hóa ra là cái chuyến đi thực tế này của nghệ sĩ Phùng thì đã mang lại một cái kết quả tốt đẹp, đó chính là một bức ảnh của anh ấy thì đã được chọn, và đặc biệt đó chính là trưởng phòng thì rất là hài lòng về cái thái độ làm việc của anh ấy, đúng không nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau này, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là ở trong các gia đình sành nghệ thuật. Thì rõ ràng rằng là cái vẻ đẹp của tấm ảnh này, cái vẻ đẹp của những hình ảnh ở trong tấm ảnh thì đã được mọi người công nhận, đúng nhỉ? Không chỉ là bác trưởng phòng công nhận đâu mà còn là của tất cả mọi người nữa. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, sau khi mà rất là nhiều năm chụp bức ảnh này xong thì nghệ sĩ Phùng vẫn luôn luôn ngắm nghía lại bức ảnh, và khi mà nhìn ngắm bức ảnh thì anh ấy vẫn luôn luôn có những cảm xúc. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy này, quái lạ là tuy là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kỹ tôi lại thấy hiện lên cái màu hồng hồng của sương mai lúc ấy. Và các bạn sẽ thấy này, tác giả ở đây, nghệ sĩ Phùng ở đây thì đưa ra cho chúng ta đó chính là tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu nhìn lâu hơn thì tôi sẽ thấy một người đàn bà bước ra khỏi tấm ảnh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến cái ý đầu tiên, đó chính là mỗi lần nhìn vào bức ảnh này, mặc dù là một bức ảnh đen trắng thôi, tuy nhiên nghệ sĩ Phùng lúc nào cũng nhìn thấy một cái nét hồng hồng của ánh sáng, đúng nhỉ? Vậy thì các bạn có thể tưởng tượng lại được cái bức tranh mà chúng ta có thể cảm nhận được ở ngay đầu câu chuyện này, đó chính là một cái bức tranh buổi sáng sớm ở trên biển này, những cái làn sương mờ mờ này, và trong cái màu sương trắng đục mờ mờ đó thì hắt lên những tia sáng màu hồng, và những tia sáng đó dường như là những cái vẻ đẹp rất là thơ mộng lãng mạn của cuộc sống này, đúng không? Và đồng thời thì những cái ánh hồng của ánh mặt trời trên biển đó thì còn mang đến cho chúng ta một cái cảm giác về cuộc sống rất là tràn đầy năng lượng nữa. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, với cái việc là mỗi lần nhìn kỹ vào bức ảnh và nhìn thấy cái màu hồng hồng này, màu hồng hồng của ánh sáng mặt trời, thì rõ ràng rằng là cái chất thơ, vẻ đẹp lãng mạn của cái bức tranh này vẫn còn được lưu giữ lại, đúng nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, có một điều mà chỉ cái người đã chụp cái bức ảnh này có thể nhìn ra, đó là tuy nhiên bao giờ tôi cũng nhìn thấy bước ra khỏi tấm ảnh là hình ảnh một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt nắng vì kéo lưới suốt đêm. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, nếu nhìn lâu thì nghệ sĩ Phùng ở đây sẽ nhìn ra hình ảnh của người đàn bà hàng trai. Hình ảnh của người đàn bà hàng trai. Và rõ ràng rằng đằng sau cái chất thơ, vẻ đẹp lãng mạn của cuộc sống như bức tranh mà chúng ta có thể nhìn ra, thì rõ ràng rằng là cái sự thật của cuộc đời thì đã được nghệ sĩ Phùng ở đây nhấn mạnh với chúng ta. Và đặc biệt đó chính là cái sự thật của cuộc đời chính là cái điều mà khiến cho anh ấy cảm thấy in đậm trong tâm trí của mình. Lần nào nhìn vào bức tranh, mặc dù là không có hình ảnh đó, nhưng anh ấy luôn luôn tưởng tượng ra hình ảnh của một người đàn bà đang trải bước ra từ bức tranh này. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là qua tất cả những cái ý liên quan đến cái bức ảnh đã được chọn vào bộ lịch năm ấy, thì các bạn có thể đưa ra một cái quan niệm. Quan niệm ở đây là cái quan niệm của người nghệ sĩ, quan niệm của nghệ sĩ Phùng. Tuy nhiên quan niệm này cũng chính là quan niệm của Nguyễn Minh Châu khi mà gửi gắm qua một cái hình ảnh một người nghệ sĩ khác cũng có tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, cũng đi tìm và ngợi ca cái đẹp, đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, cái quan niệm về nghệ thuật chân chính của tác giả ở đây đã được gửi gắm qua tư tưởng của nhiếp ảnh Phùng ấy, đó chính là
vẻ đẹp của cuộc sống phải là một cái vẻ đẹp mang sự hài hòa giữa vẻ đẹp lãng mạn và sự thật của cuộc đời cơ. Và vì vậy nên là tác giả hay chính là nghệ sĩ Phùng ở đây thì đã phát ngôn hộ tác giả cái điều này. Và chúng ta thì sẽ cảm thấy rằng là nếu như chúng ta muốn có được những cái giá trị chân thực ở trong cuộc sống, những cái giá trị mang vẻ đẹp ở trong cuộc sống, thì bản thân chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận các nhân vật, nhìn nhận những cái sự việc qua nhiều, có cái sự đánh giá nhiều chiều và toàn diện, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ cùng kết thúc nội dung của cái phần 3 nhé. Đó chính là cái tấm ảnh được chọn trong bộ lịch năm ấy, nó rất đẹp và giàu ý nghĩa, đúng không? Chúng ta hãy cùng chuyển sang nội dung cuối cùng ở trong phần phân tích chi tiết này, nó chính là phần 4 nhỏ, nghệ thuật này. Và trong phần 4 nhỏ này thì các bạn chú ý giúp cô, đó chính là chúng ta có hai cái nghệ thuật tiêu biểu. Nghệ thuật đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc đến, nó là nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện này. Tình huống bất ngờ và gay cấn ở đây thì các bạn chắc chắn là rất là hiểu rồi. Đầu tiên thì nghệ sĩ Phùng nhìn ra và chớp được một cái thời cơ rất là đắt giá để có thể tạo nên một bức tranh đặt vào cái bộ lịch năm ấy. Tuy nhiên đằng sau đó là một cái nghịch lý về cuộc đời. Và ở đây chính là một cái tình huống chuyện vô cùng gay cấn mà tác giả đã đưa đến cho chúng ta. Đó chính là đằng sau cái vẻ đẹp thơ mộng lãng mạn đó là một cái khung cảnh, một cái sự tàn bạo của một người đàn ông mà đánh vợ rất là dã man, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái ngôn ngữ nghệ thuật của tác giả ở đây ấy là một cái ngôn ngữ rất là giàu sắc thái, và đặc biệt đó chính là một cái ngôn ngữ linh hoạt cho từng nhân vật. Ví dụ như nhân vật tôi ở đây là nhân vật nghệ sĩ Phùng, anh ấy có những cái chuyển biến tâm lý rất là tinh tế chẳng hạn, có những cái sự nhạy cảm chẳng hạn, thì ngôn ngữ dành cho nghệ sĩ Phùng sẽ rất là khác so với những cái thái độ tức giận, cái thái độ mong muốn có thể là hóa giải được người đàn bà này, mong muốn là thuyết phục được người đàn bà hàng trai, hoặc là cái ngôn ngữ dành cho người đàn bà hàng trai, cái cách chuyển đổi, cách xưng hô của người đàn bà ban đầu này và sau đó có thể là giải thích cho cái lý do nhất quyết không bỏ chồng của mình. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái ngôn ngữ nghệ thuật ở trong tác phẩm này được sử dụng rất là linh hoạt, sống động, và qua đó thì chúng ta có thể nhìn nhận được rõ ràng cái cuộc sống của con người đầy sinh động và cụ thể qua tác phẩm. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được những nội dung quan trọng nhất ở trong tác phẩm này với 4 phần. Phần đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng mang đầy nghịch lý này. Phần thứ hai thì chúng ta phân tích đến các nhân vật ở trong tác phẩm này, tiêu biểu là người đàn bà hàng chài. Sau đó thì chúng ta có một số các nhân vật khác, ví dụ như là người đàn ông này, cậu bé Phác, chị gái của Phác, hay là hai nhân vật đó là Tránh Án Đầu và nghệ sĩ Phùng chẳng hạn. Thêm nữa thì chúng ta sẽ đã cùng chỉ ra được rằng là kết quả của cái chuyến đi thực tế, cái chuyến đi công tác của nghệ sĩ Phùng chính là một cái bức ảnh được đưa vào bộ lịch năm ấy, và chúng ta còn có thể cảm nhận được những cái nét nghệ thuật đặc sắc và tiêu biểu mà Nguyễn Minh Châu đã sử dụng để có thể làm nên tác phẩm này nữa. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần cuối cùng nhé, đó chính là phần tổng kết. Ở trong phần tổng kết này thì các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là chúng ta sẽ cùng phải tổng kết về nội dung lẫn nghệ thuật của bài. Tuy nhiên phần nghệ thuật thì cô đã trình bày với các bạn ở trên rồi, còn phần nội dung thì các bạn chú ý chúng ta nhấn mạnh đến cái cách nhìn nhận đa chiều, nhiều chiều để có thể phát hiện ra bản chất, để có thể phát hiện ra vẻ đẹp tâm hồn của mỗi con người. Đó chính là cái điều mà nghệ sĩ Phùng hay là Đậu thì đã nhìn ra. Vì vậy nên các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là chúng ta sở sách giáo khoa này, trang 76, phần ghi nhớ. Chúng ta có phần ghi nhớ. Xin lỗi các bạn, phần ghi nhớ trong sách giáo khoa thì trang 78 nhé. Và với cái phần ghi nhớ này thì sách giáo khoa đã tóm tắt cho các bạn nội dung, và đặc biệt đó chính là nhấn mạnh cho các bạn những cái nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm này. Hy vọng là sau khi xem bài giảng này cùng với việc là những tìm hiểu những cái tài liệu mà Vietjet đã đưa đến cho các bạn thì các bạn sẽ học thật tốt những cái nội dung của ngôn ngữ văn lớp 12. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi học tiếp theo nhé.